Và theo như số liệu thống kê mới nhất của Tổ chức Y tế Thế giới WHO thì số người tử vong do nhiễm chủng virus Ebola đã lên đến gần 4.000 người trên tổng số hơn 7.000 người nhiễm bệnh. WHO đã cảnh báo sẽ phải mất từ 6 đến 9 tháng nữa dịch bệnh nguy hiểm này mới có thể được kiểm soát. Tại Liberia, quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất, số người tử vong lên tới gần 2.000 người trong tổng số 3.696 người nhiễm bệnh. Trong khi đó, tại Guinea, quốc gia phát hiện dịch đầu tiên từ cuối năm ngoái. Đến nay, đã có 710 người chết trong tổng số 1.157 người nhiễm bệnh. Tiếp sau đó là Sierra Leone với 2.304 người nhiễm và 622 người tử vong. Trước diễn biến này, vào ngày hôm qua, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon đã lên tiếng kêu gọi sự đoàn kết nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng y tế liên quan tới bùng phát dịch bệnh nguy hiểm này. Ông Ban Ki-moon bày tỏ hy vọng tình trạng bùng phát dịch Ebola có thể được ngăn chặn giống như đợt bùng phát dịch cúm gia cầm năm 2009 hay dịch SARS hồi giữa năm 2002-2003. Đây là một dịch bệnh đáng báo động và virus vẫn đang lây lan mạnh. Chúng ta đã đối mặt với nhiều thách thức trong những năm gần đây như dịch SARS hay cúm gia cầm, nhưng chúng ta đều đã thành công trong việc ngăn chặn các dịch bệnh nguy hiểm đó. Tôi tin rằng nếu chúng ta đoàn kết, nếu chúng ta huy động được tất cả những thiện chí chính trị và nguồn lực như những gì chúng ta vẫn đang làm, chúng ta có thể ngăn chặn, loại trừ virus này khỏi nguy cơ lây lan rộng thêm. Cho đến nay, công tác hỗ trợ kiểm soát dịch Ebola tại các nước Tây Phi vẫn tiếp tục được triển khai. Mới đây nhất, vào ngày hôm qua, chính phủ Séc đã quyết định gửi số hàng viện trợ nhân đạo trị giá 180.000 đô la Mỹ tới các nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch bệnh. Ngoài ra, nước này cũng đã gửi số hàng hóa trị giá 140.000 đô la Mỹ tới vùng dịch thông qua Tổ chức Bác sĩ không biên giới.